Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Bữa nay Diệu Huệ chia sẻ món cơm tấm sườn bì chả chay. Món này mình làm để ăn gia đình hoặc làm để kinh doanh đều được ha. Bữa nay thì Diệu Huệ làm đến đâu chia sẻ nguyên liệu đến đó. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ nguyên liệu và công thức làm. 10 miếng sườn non chay đã ngâm nở, rửa sạch vắt ráo. 500g gạo tấm, ngò rí cho các bạn ăn chay cử hành, hành lá cho các bạn ăn chay không cử hành. Gia vị nêm thì chút nữa Diệu Huệ nấu, Diệu Huệ chia sẻ trọng lượng ha. Giờ trước tiên mình cho gạo vô nồi, mình đi vo cơm ha. Rồi Diệu Huệ vo gạo xong rồi, tấm này các bạn đi ra cửa hàng nói người ta trộn cho mình ha. Hai nở một dẻo thì mình nấu cơm sẽ ngon ha. Và nếu như muốn ngon nữa đó thì mình cho nửa ký gạo, khoảng một muỗng canh dầu ăn. Còn cái lượng nước á, các bạn không có cái đo lượng nước thì các bạn cứ đo hơn nửa lóng tay, cho nửa ký gạo là được ha. Rồi giờ mình bắt gạo lên mình nấu cơm. Tiếp đến là mình cắt cái hành lá này ra ha. Rồi mình cho hành lá vô cái chén. Cắt một ít ngò rí. Mình cũng cho ngò rí vô cái chén. Rồi phần củ hành này mình băm nhuyễn ra ha. Rồi mình nêm vô cái chén hành lá này một xíu bột nêm hoặc là muối. Ngò rí này cũng vậy luôn. Mình bắt chảo lên cho nóng, mình nấu cái dầu ha. Rồi mình cho cái cọng hành vô mình thử xem dầu sôi chưa. Rồi dầu đã sôi rồi, giờ mình múc cái dầu này mình làm cái hành phi ha. Làm cách này á, hành của mình nó rất là xanh. Rồi tiếp đến mình làm cái ngò này để cho các bạn ăn chay mà cử hành á, trang trí lên trên cái dĩa cơm tấm chay cho nó ngon ha. Mình trộn đều như thế này để cho nó thấm cái gia vị cho hành ngò mình xanh ha. Rồi tiếp đến mình cho cái sườn chay vô mình chiên ha. Chiên cái sườn chay này các bạn để lửa trung bình ha. Rồi mình chiên cái sườn chay vàng lên như thế này thì mình gắp ra mình vắt dầu ha. Món này lâu lâu mình ăn thôi chứ mình ăn thường xuyên nhiều dầu mỡ quá thì cũng không tốt ha. Đó. Rồi mình cứ lần lượt mình chiên cho tới hết. À, miếng cuối cùng. Rồi mình để cái sườn chay này cho nguội bớt ha. Rồi cái sườn non chay nguội bớt, nó mềm mềm lại như thế này rồi, giờ mình cho lên cái thớt mình đập ha, kê cái miếng lá chuối này cho đỡ dính dầu. Rồi mình dùng cái búa đập thức ăn, mình đập miếng sườn ra như thế này ha. Mình đập miếng sườn chay nhẹ nhẹ như thế này thôi ha. Cho miếng sườn ra sớ. Rồi Diệu Huệ đập xong hết cái sườn chay rồi, giờ mình đi pha chế nước ớt ha. Mình cho cái hành băm vô cái tô. Các bạn làm xiên thì mình dắt lấy cái nước để mà mình nướng sườn cho nó đỡ khét ha. Rồi Diệu Huệ thì để luôn cả cái hành như thế này rồi mình nướng, mình chịu khó canh lửa. Mình
một chút xíu muối ha, một muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê đường thôi ha. Món này mà mình cho đường nhiều mình nướng sẽ bị cháy khét. Một chút xíu tiêu, một muỗng cà phê nước mắm chay, một muỗng cà phê nước tương, một muỗng cà phê dầu hào chay, nước sốt ớt đồ nướng chay mặn đều dùng được ha. Mình cũng sử dụng một muỗng cà phê ngũ vị hương nguyên liệu thiên nhiên ha. Mình sử dụng một chút xíu rồi. À, mình quậy cho tan cái gia vị ra ha. Rồi. Cho vô sườn chay mình ớt. Chưa có nướng nữa mà thơm quá xá thơm luôn á. Rồi mình dùng cái bao tay mình ớt. Rồi mình để 10 phút cho gia vị thấm đều ha. Tiếp đến mình Diệu Huệ giới thiệu cái phần nguyên liệu còn lại ha. Đây là chả chay, Diệu Huệ cũng đã chia sẻ một cái video. Bạn nào chưa xem mà quan tâm đến công thức thì Diệu Huệ kim đường link ở trong phần mô tả hoặc phần giới thiệu, các bạn đi vào phần mô tả và giới thiệu để xem. Rồi đây là bì chay Diệu Huệ đã chia sẻ ở video trước. Bạn nào chưa xem mà quan tâm đến công thức thì đi vào phần mô tả Diệu Huệ kim đường link trong đó hoặc phần giới thiệu video ha. Đồ chua này thì rất là dễ, chắc là bạn nào cũng đã biết làm rồi. Cái nước mắm chua ngọt chay này thì Diệu Huệ sử dụng cái nước mắm chay Diệu Huệ tự nấu. Rồi mình cho thêm ít ớt, đường và nếu như ăn tỏi thì cho thêm ít tỏi là có được nước mắm chua ngọt để ăn cơm tấm sườn bì chả chay. Rồi cơm tấm sườn bì chả chay thì không thể thiếu được dưa leo ha. Bạn nào thích ăn với cà chua thì mình ăn thêm cà chua ha. Nhưng mà thông thường thì mình ăn cà chua hoặc dưa leo, món nào ra món đó. Rồi phần nguyên liệu Diệu Huệ đã giới thiệu tròn đủ rồi. Giờ mình quay trở lại, cái sườn non chay cũng đã thấm gia vị rồi. Giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho vô một xíu xíu dầu mình nướng chảo cái sườn non chay này ha. Giai đoạn này thì mình chỉ nướng cho chín cái gia vị thôi, chứ cái sườn non chay này mình cũng đã chiên chín rồi. Con chay này mình ăn gia đình hoặc là kinh doanh á, mình nướng tới đâu ăn tới đó, ăn nóng rất là ngon luôn ha cô chú anh chị em và các bạn. Nướng vàng như thế này là chín ha. Rồi Diệu Huệ quay qua Diệu Huệ làm cái dĩa cơm ha. Cơm rất là vừa vặn, không khô không nhão, ngon lắm luôn cô chú anh chị em và các bạn. Mình bới vô cái chén ha. Rồi mình cho chén cơm ra dĩa ha. Rồi mình cắt cái chả chay ha. Rồi mình dứt vô một miếng chả chay rất là ngon luôn, dưa leo ha. Rồi tới đồ chua. Rồi bì chay ha. Rồi miếng sườn
non chay ha, và sao hấp dẫn luôn. Và tiếp đến mình cho một ít cái hành lá hoặc là cái ngò rí mà hồi nãy Diệu Hệ làm á lên trên cái cơm này ha. Nếu như các bạn thích ăn giống như tóp mỡ thì mình dùng cái sườn giòn chay nè, bữa hổm Diệu Hệ cũng có chia sẻ video rồi á, mình bóp ra như thế này nè. Rồi mình cho cái hành vô trong cái sườn giòn này nè. Mình làm tóp mỡ, còn bạn nào không có thích ăn quá nhiều dầu mỡ thì mình khỏi cũng được ha. Rồi mình cho lên cái cơm. Rồi mình trang trí vô cọng ngò rí để dĩa cơm hấp dẫn thêm ha. Rồi như vậy là Diệu Hệ đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn món cơm tấm sườn bì chả chay. Diệu Hệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món cơm tấm sườn bì chả chay này ăn ngon miệng. Video hôm nay Diệu Hệ xin được kết thúc ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới tiếp theo. Diệu Hệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.